Người Thái ở Tây Bắc. Bài 1. Nguồn gốc người Thái. Theo những ghi chép trong các tập sử thi của người Thái, thì họ thiên di từ Tây Nam, Vân Nam thuộc Trung Quốc vào Tây Bắc Việt Nam với nhiều đợt kể từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 14. Trong đó có 3 đợt thiên di lớn vào thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 11. Cũng có ý kiến cho rằng ngành Thái Trắng và bộ phận Thái Đen Mường Thanh có nguồn gốc bản địa, tức là tổ tiên của họ là người Tày Thái Cổ. Vào đầu thiên niên kỷ 1 công nguyên, tổ tiên của người Tày Thái Cổ đã từng tham gia vào việc xây dựng quốc gia Âu Lạc của Thục An Dương Vương. Sau đó, một bộ phận di cư sang phía Tây, tách khỏi bộ phận gốc là người Tày hiện nay. Còn bộ phận Thái Đen có mặt đầu tiên tại Mường Lò, nay là Văn Chấn Yên Bái, là con cháu của Tạo Xuông, Tạo Ngần, có nguồn gốc từ Vân Nam Trung Quốc di cư sang. Vì thế mà người Thái Đen ở Thuận Châu luôn coi Mường Lò là quê cha đất tổ. Đến thế kỷ thứ 12, thủ lĩnh Lạng Trượng là cháu của Tạo Xuông đưa quân từ Mường Lò tràn vào miền lưu vực sông Đà, sông Mã và sông Nam U, đánh chiếm và làm chủ Mường Thanh. Trong thời kỳ này, trung tâm Thái Đen Mường Muổi, nay là Thuận Châu, cũng phát triển quy tụ được hai thế lực là Thái Mường Lay và Thái Mường Sang. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 16, vùng Tây Bắc đã có 16 châu Mường, nên được mang tên là 16 châu Thái, tiếng Thái là Xíp Hốc Trụ Tay. Tuy nhiên, sau Hiệp ước Pháp Thanh năm 1884, 6 châu Mường đã bị cắt và nhập vào tỉnh Vân Nam Trung Quốc, chỉ còn lại 10 châu Mường, nên tên gọi Thập Châu, tiếng Thái là Xíp Trụ Tay cũng xuất hiện. Do có sự tách nhập và sắp xếp lại các châu Mường, nên từ năm 1908 đến năm 1911, hai tỉnh Sơn La và Lai Châu có 12 châu Mường, tiếng Thái là Xíp Song Trụ Tay, với nghĩa mang màu sắc văn hóa Thái. Trong đó Mường Mụa nay là Mai Sơn, vốn do Cầm Văn Oai được Pháp cho giữ chức quản đạo chỉ huy lính Thái, nên nhiều người vẫn ngầm hiểu như sự phục hồi một châu Mường trung tâm để quy tụ khu vực 12 châu Thái. Tuy nhiên đến năm 1933, tên gọi 12 châu Thái đã mất hẳn. Về tên gọi, người Thái tự gọi mình là Phủ Tay hay Cồn Tay, đều có nghĩa là người, có hai ngành là Tay Đâm, tức là Thái Đen, và Tay Khao hoặc Tay Đon, tức là Thái Trắng. Theo số liệu thống kê năm 1999, dân tộc Thái ở Việt Nam có 1.328.725 người. Địa bàn cư trú của người Thái trải dài suốt từ miền Tây Bắc qua Hòa Bình cho đến tận miền Tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Những năm gần đây, người Thái còn có mặt tại một số tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, có khoảng 20.000 người Thái gốc Việt Nam sinh sống tại Pháp, Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Như vậy, địa bàn cư trú của người Thái không chỉ rộng khắp cả nước Việt Nam mà còn ở rất nhiều vùng trên thế giới. Là một dân tộc lớn nhất trong nhóm ngôn ngữ Tày Thái thuộc hệ Thái Ca Đai, nên họ được các nhà nghiên cứu chính sách, các nhà khoa học trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Chương trình Thái học đã nhiều lần nhóm họp, thu hút hàng trăm nhà khoa học không những của các nước có các dân tộc trong nhóm Tày Thái như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc, mà cả các nước phi dân tộc Thái như Nhật, Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Australia, Hà Lan. Và kết quả là đã có hàng ngàn bài viết về các dân tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ này. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo sẽ nói về bản làng và nhà ở của người Thái.